lúc nãy đang con cà chua chị bạn này, đấy cà chua to này, cà chua bí, đấy, cà chua to, cà chua bí. Đấy, ngày nào cứ được cho như thế này thì rau ăn không lại nha. Chị ăn rau thì không cơm được thì hết các bạn ạ. Đấy, bỏ phố về quê thịt như thế đấy. Đấy, à, ngân hái củ tỏi nữa. Tỏi của mình ngoài kia buộc được hái tụm như thế này luôn nè. Để khi nào rồi các bạn xem. Đấy, thế là kết quả của hôm nay. À, sao lạch 3 cây. Mộc đặng hái quả bị 1/4, 4 quả bị vàng này, để hái quả kia, hái quả đây, hái quả bị đỏ này, bị cám, cái này hâm cực ngon. Đây là cà tím mà tổng 5 quả cà tím, 1 quả cà sánh này, đây 5 quả cà tím, 1 quả cà sánh, cá nướng muối mấy hôm ngoài kia, rồi đầu cùng một hộp nó trong tủ, đầu nó cũng hết các bạn ạ. Đây hành, à đi đặc biệt, thịt Nhật là cái này các bạn ạ. Ở đấy người Nhật họ ít, họ không thích, hầu hết là họ không thích ăn cái này đó. Thì ăn rau mùi này đó. Và kể cả cái bát trong này cũng thích ăn rau mùi các bạn ạ. Nhưng bà cái đã từng đi công tác ở Việt Nam. Ở vài video trước thì mình có nhắc tới bà cái đôi. Thì ngay trước bà từng công tác ở Việt Nam một thời gian. Và bà biết là người Việt rất là thích ăn cái loài rau này. Và khi mê ở đây thì để tiền thể trong các loài rau này thì bà đã đặt giống của cái này bác về từ trong và cho mình mỗi ngày. Cảm ơn bác nhiều. Thật sự mình cảm thấy rất là may mắn khi mà quyết định về chỗ này, một cái vùng nông thôn giống như quê mình, và họ rất là thân thiện, rất là tình cảm, rất là chân thành. Thực sự là mình cảm động luôn ấy. Mình chọn ở đấy vì ở đấy là một cái đất, một cái nơi mà nó rất có rất là nhiều nấm, nó là một cái đất rất nổi tiếng về nấm tự nhiên cũng như là về nấm hương, các cái loài nấm sinh lành.